Quay trở lại với phần tin buổi tối là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, bão tuyết đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Ít nhất là 5 người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi trận bão tuyết kinh hoàng tấn công vào các tiểu bang tọa lạc trong miền Trung Tây Hoa Kỳ tính cho đến ngày Chủ nhật 13 tháng 1. Hiện tại, những đợt tuyết rơi nặng hạt đã bao trùm lên nhiều khu vực tại các tiểu bang Missouri và Kansas, khiến cho tình trạng giao thông trở nên vô cùng đình trệ. Và nhiều gia đình phải sống trong tình cảnh cúp điện kéo dài trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất được cho là thành phố St. Louis và Columbia. Tính cho đến chiều thứ Bảy, bão tuyết đã gián tiếp gây ra hơn 700 vụ tai nạn giao thông, vốn đã cướp đi sinh mạng của 5 người, đồng thời khiến cho 48 người khác bị thương tích. Nhiều chuyến bay ra vào hai phi trường lớn ở thành phố Chicago đã bị trì hoãn do tầm nhìn bị cản trở. Thành phố lều trong sa mạc tại tiểu bang Texas đã chính thức đóng cửa. Thưa quý vị, bản tin mới nhất vào ngày thứ Bảy 12 tháng 1 đã cho biết thành phố lều Tornillo trong vùng sa mạc phía Tây của tiểu bang Texas vốn từng được dựng lên để lưu giữ trẻ em nhập cư bất hợp pháp, nay đã chính thức đóng cửa, ngừng hoạt động sau khi đứa trẻ cuối cùng rời khỏi trung tâm này. Thành phố lều nêu trên nằm ở biên giới Tornillo, được thiết lập với 400 giường khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra chính sách không khoan nhượng, kêu gọi ly cách cha mẹ khỏi các trẻ em sau khi gia đình của họ vượt biên bất hợp pháp vào lãnh thổ của Hoa Kỳ từ các quốc gia láng giềng Trung Mỹ. Các quan chức từ Bộ An ninh Nội địa và Sở Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ đã cho biết, thành phố lều Tornillo từng có khoảng 1.465 trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 17 đến tá túc. Đã có 475 hành khách trên du thuyền đồng loạt ngã bệnh, buộc tàu phải quay trở về bờ. Một chiếc du thuyền đã phải trở về tiểu bang Florida sau khi hàng trăm hành khách cùng đồng loạt ngã bệnh. Công ty du thuyền Royal Caribbean cho biết, chiếc tàu mang tên Oasis of the Sea đã cập bến vào hải cảng Port Canaveral vào ngày thứ Bảy 12 tháng 1. Sau khi có 475 người bất ngờ ngã bệnh với các triệu chứng như ói mửa, tiêu chảy và sốt cao. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, nguyên nhân của dịch bệnh được cho là bắt nguồn từ loại norovirus gây viêm dạ dày, đường ruột và rất dễ lây lan. Norovirus là nguyên nhân hàng đầu của các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trên toàn quốc. Được biết du thuyền sẽ được làm sạch và các hành khách còn được công ty Royal Caribbean bồi hoàn lại tiền vé. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến sức khỏe cho biết có đến 7,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi bệnh cúm trong năm nay. Để theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC, có đến 7,3 triệu người được cho là đã bị mắc bệnh cúm tính đến ngày thứ Sáu 11 tháng 1. Khoảng từ 69.300 cho đến 83.500 người trong số này đã phải nhập viện điều trị. Ngoài ra còn có 3 trẻ em đã tử vong do không đủ sức đề kháng như những người trưởng thành trong tuần lễ kết thúc vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Sự việc đã nâng tổng số trẻ em qua đời vì dịch cúm trong năm nay lên mức 16 người. Để ngăn chặn dịch lây bệnh, Bộ Y tế khuyên chúng ta nên tránh tụ tập ở những nơi đông người, đi chích ngừa cũng như phải thường xuyên rửa tay để bảo vệ sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy hầu hết những người lớn tại Hoa Kỳ hiện vẫn không tự giác đi chích ngừa khiến cho dịch cúm ngày một leo thang. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Vận động viên tennis Andy Murray có thể sẽ về hưu sau cuộc tranh tài Wimbledon. Ngôi sao quần vợt người Anh quốc Andy Murray theo dự trù sẽ từ giã sân chơi vào tháng 7 sắp tới sau khi góp mặt vào cuộc tranh tài Wimbledon. Trong suốt thời gian qua, Andy Murray đã phải chống chọi với chứng chấn thương xương chậu. Trong một tuyên bố đưa ra trước thềm giải Australian Open, Andy Murray cho biết có thể cuộc tranh tài Wimbledon năm 2019 sẽ là màn thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh vì anh không thể chịu nổi cơn đau dai dẳng. Trước đây, Andy Murray cũng đã trải qua ca phẫu thuật xương chậu. Năm nay anh mới 31 tuổi và hiện đứng ở hạng 230 trong hạng mục men singles. Vào năm 2015, anh đã lập gia đình với bạn gái Kim Sir. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết các trường hợp tử vong vì dùng thuốc quá liều đã tăng đáng kể ở người phụ nữ. Thưa quý vị, ngày càng có nhiều người phụ nữ trong độ tuổi trung niên tại Hoa Kỳ đã qua đời vì dùng thuốc quá liều, thể theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC. Kết quả khảo sát đã cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1999 cho đến năm 2017,
Tỷ lệ tử vong vì dùng thuốc quá liều ở phụ nữ tuổi từ 30 đến 64 đã tăng hơn 260%. Những loại thuốc được xem là tác nhân gây tử vong bao gồm thuốc giảm đau kê toa và ma túy opioid tổng hợp. Đây cũng là một loại đại dịch đang trên đà leo thang tại Hoa Kỳ. Những ca nhập viện cấp cứu liên quan đến thuốc an thần như Xanax và Valium cũng gia tăng rất nhiều lần trong vòng một thập niên trở lại đây. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cùng trở lại với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.